Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ tập hát bài Con rắn miền quê. Như các bạn biết, con rắn là nó đại diện cho tuổi Tỵ, trong 12 con vật hoàng đạo, 12 con giáp. Bây giờ tôi hát thử một lần cho các bạn nghe chút. Bây giờ hát hai câu luôn. Con rắn ở miền quê, con rắn ở miền quê, thân hình dài lê thê, cái lưỡi tha đỏ thắm, môi trông thật là ghê. Con rắn ở trong hang, nó không đi lang thang, bạn ơi đừng đánh phá, rắn thù rất dã man. Nó ở trong hang, nó đâu có đi đâu, nhưng mà nhiều khi mình cứ lấy cây mình chọc, mình đi bắt nó thì nó sẽ thù, nó sẽ tới nó cắn mình và nó truyền độc cho mình, rất là nguy hiểm. Thì hát lại từ đầu tới cuối nha. Con rắn ở miền quê, 2 3 vô. Con rắn ở miền quê, thân hình dài lê thê, cái lưỡi thè đỏ thắm, ôi trông thật là ghê. Con rắn ở trong hang, nó không đi lang thang, bạn ơi đừng đánh phá, rắn thù rất dã man. Nửa bài rồi ta. Bây giờ nghe lời mẹ giảng này. Mẹ bao em đừng sợ, 2 3 vô. Mẹ bao em đừng sợ, thấy rắn thì làm ngơ, rắn sẽ không hiếm ác với những ai hiền lành. Kìa nhìn xem, rắn thiệt là ghê, độc độc thì khỏi chê, vậy nhưng mà hiếm ác, bao nhiêu thuốc làm ra từ độc rắn đó mà. Bây giờ hết điệp khúc rồi đó, bây giờ nó chỉ quay lại có mấy câu cuối nữa thôi này. Độc rắn độc chết người, nhưng độc rắn cũng cứu tinh, bao nhiêu bệnh nan y cũng nhờ độc rắn cứu nguy. Rắn là vật hiếm quý, giúp nhân loại hồi sinh. Tương đối cho thôi, các bạn tự tập thì nó cũng sẽ biết nhanh thôi, bài này cũng đơn giản. Bây giờ hát lại từ đầu tới cuối này, từ đầu tới cuối để mà hiểu tổng thể được cái bài hát luôn. Con rắn ở miền quê này, con rắn ở miền quê, 2 3 vô. Con rắn ở miền quê, thân hình dài lê thê, cái lưỡi thè đỏ thắm, ôi trông thật là ghê. Con rắn ở trong hang, nó không đi lang thang, bạn ơi đừng đánh phá, rắn thù rất dã man. 2 3 4 5 6 7. Mẹ bao em đừng sợ, thấy rắn thì làm ngơ, rắn sẽ không hiếm ác với những ai hiền lành. Kìa nhìn xem, rắn thiệt là ghê, độc độc thì khỏi chê, vậy nhưng mà hữu ích, bao nhiêu thuốc làm ra từ độc rắn đó mà. Độc rắn độc chết người, nhưng độc rắn cũng cứu tinh, bao nhiêu bệnh nan y cũng nhờ độc rắn cứu nguy. Rắn là vật hiếm quý, giúp nhân loại hồi sinh. Bây giờ tại khá như vậy đó, bây giờ chúng ta mở nhạc lên, chúng ta hát để nghe cho nó rộn ràng khí thế phố nhạc hay ha. Con rắn ở miền quê, thân hình dài lê thê,